Tuổi Giáp Tý 1984, xây nhà năm 2022, muốn giàu sang phú quý, hãy nhớ điều này. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đối với người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, việc xây nhà cũng chính là xây tổ ấm, về mặt vật chất cũng như tinh thần. Một căn nhà có phong thủy đẹp sẽ giúp cho gia chủ đón cát, tránh hung, không chỉ giúp gia tăng tài lộc mà còn tăng vượng khí cho gia chủ. Tuổi Giáp Tý 1984 khi xây tổ ấm mới, ngoài việc chọn lựa làm sao để thiết kế được một căn nhà hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, bản mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề phong thủy để công việc được thuận lợi hơn nữa. Đồng thời cũng để tránh phạm phải các sai lầm kiêng kỵ gây tổn hại đến vận may và hồng phúc của cả gia đình. Vậy nên hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 39 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm tất cả các điều kiêng kỵ khi xây nhà, đó là kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Giáp Tý muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Mệnh chủ tuổi Giáp Tý thuộc cung đoài mệnh kim có 4 hướng tốt như hướng Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc siêu niên, Tây Bắc sinh khí. Và còn có 4 hướng xấu là hướng Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, hướng Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở nhà hợp hướng thì xin chúc mừng, còn nếu nằm trong những hướng như lục sát, ngũ quỷ, họa hại và tuyệt mệnh thì mệnh chủ cần hết sức chú ý. Khi ở nhà không hợp hướng, mọi việc sẽ bị xáo trộn, lúc nào cũng bị căng thẳng áp lực. Cho dù cố gắng bằng 10 người khác, kết quả thu lại cũng chẳng được là bao, thậm chí đôi khi còn bị mất tiền oan. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, hóa giải xung sát, xua đuổi tà ma. Khi treo gương trước cửa nhà sẽ hóa giải được những sát khí, những luồng khí xấu theo vào nhà, mang lại may mắn, bình an cho những người trong gia đình. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tý. Vậy nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi tốt làm nhà được, chúng ta cần xét đến yếu tố vận đất có xây được hay không. Đất mặt được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, đất không được vận thì khi động thổ xây dựng sẽ có nhiều chuyện hung họa xảy ra. Vậy nên việc quan trọng đầu tiên cần phải làm là chọn được hướng đất tốt để xây dựng. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nào xây nhà được tốt nhất? Mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà si tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận học hành của những người trong gia đình, hành thông may mắn. Những mệnh chủ tuổi Giáp Tý ở hướng Bắc là một trong 4 hướng xấu bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật, ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ Giáp Tý.
có thể giúp mệnh chủ hóa giải nhà không hợp hướng, tránh những sát khí mang đến ngôi nhà, từ đó mang lại cho những người trong nhà cuộc sống viên mãn, ấm no, hạnh phúc. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuổi sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuổi sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuổi sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, hướng Nam là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Sắc Tý, một trong những hướng xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây ra nhiều tác hại. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải, mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đối thiên sát. Mậu Kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trừ khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Sát Tý, hướng Đông là hướng không hợp, một trong những hướng xấu cần phải tránh. Hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí, tử khí, gây tai họa cho gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm vì lại gặp tăng khắc với ngũ hành nên sự nguy hiểm ngày càng gia tăng. Vậy nên gia chủ Giáp Tý cần treo gương bắt quái tinh cầu gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng, phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Giáp Tý nếu ở nhà hướng Tây thì rất tốt, đều hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, cậu cung tinh mọi sự xa suốt theo, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ năm, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh, khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vợ quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt,
việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. May mắn thay cho những mệnh chủ tuổi Giáp Tý, hướng Tây Bắc cũng là hướng hợp với bản mệnh, là một trong bốn hướng tốt. Ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành tương sinh đối với các hướng đó, giúp nhà cửa gia chủ thịnh vượng. Thứ sáu, hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm ba sơn sửu, cấn dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với mệnh chủ tuổi Giáp Tý, hướng này là một trong bốn hướng tốt với bản mệnh, được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức, tự là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Đối với hướng đông trạch, phúc đức không được tốt vì gặp huống kim, bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ bảy, hướng đông nam. Hướng đông nam gồm ba sơn thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an. Những mệnh chủ tuổi Giáp Tý mà ở nhà hướng đông nam lại không hợp hướng, bị phạm hướng lục sát. Lục sát là do văn khúc có ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Để hóa giải điều này, mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm tuế phá. Nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó. Vì nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Tuy nhiên đây là hướng tốt với mệnh chủ tuổi Giáp Tý, nhưng mệnh chủ tuổi Giáp Tý mà ở hướng này được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp cho các gia chủ tuổi Giáp Tý trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.